Người sói có tồn tại. Top 10 câu chuyện về người sói có thể khiến bạn phải thất tin. Người sói có thật không? Đây chính là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra. Có rất nhiều giả thuyết, câu chuyện được kể lại liên quan đến người sói. Tuy nhiên, tính xác thực của những câu chuyện này cũng cần có thời gian để kiểm chứng. Liệu có tài liệu khoa học nào chứng minh được người sói tồn tại hay không? Hay chăng chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của con người đã thêu dệt nên tất cả? Cùng tìm hiểu top 10 câu chuyện về người sói qua bài viết dưới đây. 10. Jules Garnier. Bằng một cách nào đó, Jules Garnier đã bắt cóc một đứa trẻ 10 tuổi ở thị trấn Don vào thế kỷ 16 và lôi đứa trẻ vào rừng. Nhờ có tiếng hét thất thanh của cậu bé cộng thêm tiếng sói tru mà dân làng đã phát hiện được sự việc này. Về sau, Jules Garnier đã bị bắt giữ và thiêu sống vì tội ác của mình. 9. Những người sói ở Greifswald, Đức. Vào năm 1649, số sách đã ghi lại về sự xuất hiện tràn lan của người sói đã đe dọa đến an ninh của cư dân thành phố này. Người ta kể lại rằng người sói hoạt động vào ban đêm và bất kỳ ai ra ngoài trong khoảng thời gian này đều sẽ gặp nguy hiểm. Cho đến khi có sự xuất hiện của một nhóm học sinh can đảm đã lấy hết dũng khí để săn lùng đám người sói này thì bình yên của thành phố mới được trở lại. 8. Người sói ở Ansbach. Theo ghi chép kể lại, vào năm 1685 ở Ansbach xuất hiện một con sói lớn đã đi vào thị trấn để tấn công người dân. Cư dân trong thị trấn này khẳng định sinh vật này chính là người sói do cố thị trưởng nơi đây hóa thành. Sau nhiều cuộc truy lùng, cuối cùng con sói cũng bị giết và được hóa trang để tưởng nhớ vị cố thị trưởng Ansbach. 7. Người sói Klein Krams. Câu chuyện xảy ra tại Klein Krams gần Louwagie-Slutz, Đức, khi một nhóm những thợ săn muốn truy lùng một con sói lớn. Tuy nhiên, sau nhiều lần thử sức, họ đều không thể nào bắt được con sói này trong khi đạn và khói súng đã được nổ ra. Chỉ đến khi một người lính trẻ nhìn thấy một nhóm người vừa la hét vừa chạy ra khỏi nhà FEEG. Mọi chuyện bắt đầu được hé lộ khi gia đình FEEG chỉ có duy nhất một đứa con nhỏ. Theo nhiều người dân xung quanh, mỗi khi đêm đến, đứa con nhỏ này sẽ hóa thành người sói và đe dọa đến sự an toàn của mọi người. Tận mắt chứng kiến màn hóa thân kỳ lạ này, người lính đã phải đứng hình và tin rằng đây là một câu chuyện có thật. 6. Người sói ở Pavia. Tại vùng nông thôn Pavia, Ý, đã ghi nhận hàng loạt những vụ giết người man dợ khi thi thể của họ bị xé ra thành từng mảnh. Đáng nói ở đây, hung thủ lại là một người nông dân trong hình hài của một con sói. Không thể tiếp tục để tình trạng này tái diễn, những người thợ săn đã săn lùng và bắt giữ được người nông dân này. Cuối cùng, họ đã tra tấn người sói một cách dã man theo phương thức chặt hết tay và chân cho đến chết. 5. Người sói ở Challens. Vụ việc này vẫn còn là một ẩn số khi toàn bộ hồ sơ về vụ việc đã hoàn toàn bị xóa sổ và biến mất. Người dân ở Challens chỉ lan truyền về sự việc một người sói tên Damon Taylor đã giết người một cách man dợ. Đối tượng mà hắn hướng đến là trẻ em và giết theo hình thức xé cổ họng và ghép từng mảnh xác chết lại. Cho đến ngày 14 tháng 12 năm 1598, hắn đã bị bắt và bị kết án tử hình tại Paris, Pháp. 4. Claudia Gaillard, người sói ở Burgundy. Claudia Gaillard là một cô gái dưới hình dạng người sói không có tai. Mặc dù không giết người nhưng với hình hài dị dạng, cô vẫn bị xử tra tấn dã man và bị thiêu cho đến chết. 3. Michel Verdun, người sói ở Polanyi. Michel Verdun cùng đồng bọn là Philibert Montot, Pierre Bourgot đã bị quan tòa vùng Bế Sản Côn xử tử và khai nhận tội ác của mình. Theo đó, Michel Verdun thừa nhận mình là người sói, đồng thời cấu kết với đồng bạn giết và ăn thịt người. 2. Những người sói vùng bền An Dân Ti. Thị S là một người sói 80 tuổi bị đưa vào phiên xét xử diễn ra tại Rothenburg, Livonia, phía đông biển Baltic. Đây là trường hợp người sói có đức tin thái quá về phù thủy, địa ngục, chúa trời và đã bị kết án tử hình. 1. Jean Grenier. Jean Grenier là người sói đã liên tục tấn công trẻ em ở quận sâu tầm Server West Gascony, phía cực tây nam nước Pháp. Mỗi khi trăng tròn, hắn hóa thành một con thú hoang dại xé toạc những đứa trẻ mà hắn nhìn thấy. May mắn thay, cô bé 13 tuổi Marguerite Warrier đã sống sót nhờ vào vũ khí tự vệ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này tại Tri Thức Vạn Vật. Nếu thấy hay hãy để lại bình luận, nhấn vào nút đăng ký và thích kênh nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.